Trong chặng đường 60 năm, báo Lào Cai đang không ngừng đổi mới trên hành trình trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện. Và với thế hệ những người làm báo, chứng kiến sự đổi thay của tờ báo này thì ký ức về những năm tháng vất vả, gian nan nhưng cũng rất tự hào vẫn còn vẹn nguyên. Ngày 10 tháng 4 năm 1963, với tên gọi Lào Cai đổi mới, tờ báo chính thức được xuất bản số đầu tiên. Những trang báo dẫu rất đơn sơ về hình thức trình bày, nhưng lửa cách mạng, khí thế thi đua của toàn tỉnh thì sục sôi trong từng con chữ. Khó khăn dẫu chất chồng, nhưng với quyết tâm và tình yêu nghề, những phóng viên của báo lúc này họ đã ghi lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của tỉnh. Và trong số đó, có phóng viên đã lấy ngòi bút làm vũ khí trên khắp các chiến trường miền Nam ác liệt. Ngày xưa là đi vào mặt trận biết là khó khăn rồi, mà không phải riêng mình khó khăn. Đấy, bọn tôi đi còn có người bảo vệ, còn có người đi người dẫn đường. Nhưng các chiến sĩ bộ binh chẳng hạn, người ta khoác súng vác vai đi, người ta sẵn sàng người ta lao vào. Chúng tôi là không trực tiếp cầm súng để lao ra ngoài cái người kia. Thế người ta cũng rất tôn trọng mình là các anh đi là các anh viết xe lẻ để động viên bọn tôi. Thế chính vì thế cái động lực ấy, cái tác động như thế thì giúp cho mình là không nghĩ ngợi cái gì cả. Thứ nghĩa là đi để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 1 tháng 10 năm 1991, tỉnh Lào Cai được tái lập. Những người làm báo lại phải chia tay với ngôi nhà chung, báo Hoàng Liên Sơn để lên gây dựng lại tờ báo Đảng Lào Cai. Trước bộn bề khó khăn thiếu thốn, họ bắt tay vào cuộc cách mạng thông tin nhằm cổ vũ công cuộc tái thiết quê hương. Sau một tháng chuẩn bị, ngày 1 tháng 11 năm 1991, tờ báo Lào Cai xuất bản, tiếp tục đánh dấu một chặng mới trên con đường phát triển. Cái số báo đầu tiên không những in 4 màu, mà nó lại phải làm sao để trong một tháng đó phải đưa được tất cả những cái sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh. Lúc đó là vừa thành lập cái tỉnh ủy lâm thời, chia tách của tỉnh Hoàng Liên Sơn ra. Rồi là các cái sự kiện mà về tâm trạng, về tình cảm của nhân dân, các dân tộc tỉnh Lào Cai, thì cái tâm trạng lúc đó là thật sự là rất vui vẻ. Mỗi trang báo không chỉ có mồ hôi công sức mà còn cả sự hy sinh xương máu của những người làm báo cho lý tưởng cao đẹp của nghề nghiệp. Ký ức về những ngày gian khó giờ chỉ còn được lưu giữ trong những bài viết, những cuốn phim quý giá này. Với họ, đó là gia tài, kho tư liệu sống về một giai đoạn phát triển của tỉnh. Lòng yêu nghề nghiệp và niềm tin vững chắc vào sự đổi thay của quê hương. Đổi thay quê hương thì trong đó sẽ có sự đổi thay của mỗi gia đình. Thì từ cái động lực đó, mà hồi đó thì phóng viên không có nhuận bút. Đi làm việc là theo lương thôi, không bao giờ có nhuận bút. Nhưng mà mọi người không ai kêu ca, làm việc rất là tốt, rất có trách nhiệm. Để lại những cái ấn phẩm mà tôi nghĩ là còn mãi mãi có giá trị. Vượt qua biết bao khó khăn, bằng tình yêu nghề, sự sáng tạo không ngừng nghỉ, các thế hệ làm báo Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc vai trò người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, xứng đáng là tờ báo của Đảng, báo của nhân dân.